Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là giảm lạnh phía trước xe của xe Toyota dây 2003 đến 2005. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Với cái dòng sản phẩm mà đời này thì Toyota dây thì nó sử dụng là dàn lăn cuốn với van tiết lưu là van tiết lưu một dâu. Đây anh em có thể nhìn thấy này, đấy, dàn van tiết lưu là một dâu. Đây là dòng dàn liên quanh liên doanh cao cấp này anh em nhìn nhá, các cái chất này, các cái chất lan của nó cực kỳ là chuẩn luôn. Dàn này là dàn cuốn, vì sao em lại nói thế? Bởi vì các lan này là nó là lan cuốn này, cứ ghép với nhau thành một chiếc dàn. Với cái đời dàn này thì cái tản nhiệt trong xe nó rất là nhanh bởi vì nó là dàn cuốn. Đây chính là hai đầu bát ta co của dàn, một đầu đường phin và một đầu đường hạ áp bát ta hệ thống. Dàn thì được sản xuất 100% là hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé. Đó, thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái mẫu sản phẩm, đó chính là dàn lạnh phía trước xe của xe Toyota dây 2003 đến 2005. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với theo số 0769086333, hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.